giờ giải trí 22 giờ tối thứ bảy đã điểm, hãy cùng đến với chương trình Thông Gia Song Đấu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp bốn vị phụ huynh đáng mến cùng với bốn chàng trai nhà họ. Đầu tiên là ba Trần Đạt, con trai Thế Hùng, ba Phong Độ, con trai Phong Trần. Gia đình thứ hai là mẹ Tươi, con trai Minh Trí, mẹ Điềm Đạm, con trai Năng Động. Gia đình thứ ba là mẹ Lê Ngọc, con trai Hoàng Nhân, mẹ Hoạt Bát, con trai Nhẹ Nhàng. Và cuối cùng là mẹ Kiều Diễm, con trai Trường Sa, mẹ Tươi Vui, con trai Mạnh Mẽ. Hãy cùng chào đón nữ chính của đêm nay, đó chính là Kim Huế. Nguyễn Kim Huế, cô gái xinh đẹp đến từ Thái Bình, năm nay vừa tròn 24 tuổi, đang làm diễn viên tự do, cao 1m65, cân nặng 48kg. Kim Huế có một vóc dáng lý tưởng và gương mặt thanh tú. Cô gái sinh năm 2000, tự nhận xét mình là một người hòa đồng, dễ làm quen và nói chuyện, nhưng điểm yếu là thiếu kiên nhẫn, nóng tính và dễ nổi cáu. Huế đã trải qua nhiều mối tình, nhưng tình nào cũng dở dang. Cô rất đau khổ khi phát hiện ra người yêu cũ có người thứ ba. Điều đó đã từng gây ám ảnh và gây cho cô khó khăn khi đi tìm một tình yêu mới. Nhưng giờ đây, Kim Huế đã sẵn sàng mở cửa trái tim để đón chờ một nửa đích thực. Mẫu người yêu lý tưởng của cô là một người mập mạp một chút. Cô chia sẻ rằng ngày xưa thì thích người gầy, nhưng giờ cô đã đổi gu. Vì cô nóng tính nên người đó phải thật hiền lành và là bờ vai vững chắc che chở dịu dàng trong suốt cuộc đời. Huế cũng có sở thích thưởng thức ẩm thực, nên khi hai người đi hẹn hò, cô sẽ dẫn người đó đi ăn thật nhiều quán vỉa hè. Nào, hãy cùng gặp gỡ cô gái đáng yêu này nhé. Chào đón Kim Huế đến với chương trình. Có lẽ đầu tiên là anh Hiếu phải muốn giới thiệu ngay với Huế. Ở bên tay trái chúng ta là bốn phụ huynh của bốn nhà trai. Huế gửi lời chào nha. Dạ, em xin chào anh MC Phương Hiểu. Xin chào bốn vị phụ huynh ạ. Dạ, và em xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay ạ. Dễ thương quá. Cảm ơn Huế đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ. Để cho anh gửi vài lời đến cô chú. Dạ, đầu tiên Phương Hiếu cũng xin thay mặt những người thực hiện chương trình Thông Gia Song Đấu cảm ơn đại diện của các nhà trai đã có mặt tại đây để tìm một nửa yêu thương cho con mình. Và đây là nữ chính hôm nay ạ. Thấy con dâu tương lai được không ạ? Xinh ha, được ha. Và bốn chàng trai đang ngồi ở trong phòng chờ ơi, hãy cố gắng chinh phục Kim Huế là nữ chính xinh đẹp ngày hôm nay nha các bạn nha. Yeah. Thưa quý vị, mở đầu thật là xôm tụ với những tràng vỗ tay giòn giả, tiếng nhạc quen thuộc. Chúng tôi muốn báo hiệu rằng đây là khung giờ giải trí vô cùng quen thuộc của quý vị, chương trình Thông Gia Song Đấu mùa 3. Đây là một sân chơi tình yêu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Và với khung giờ này 22 giờ đầy ấp những cảm xúc về tình yêu đôi lứa sẽ được gửi trao cho quý vị. Quan trọng hơn nữa, chúng tôi hân hạnh mời đến đây những người làm cha làm mẹ để chứng kiến hạnh phúc của lứa đôi. Và ngày hôm nay, nữ chính xinh đẹp của chúng ta là Kim Huế. Một tràng vỗ tay nữa thưa quý vị. Thấy không khí chương trình này sao nè? Dạ, rất là vui. Đang vui, không có hồi hộp không? Dạ, hồi hộp. Nhiều cô gái nói, trời ơi anh Hiếu ơi, đi kiếm người yêu mà lên tới truyền hình kiếm mà sân chơi lớn như vậy hồi hộp lắm. Nãy xoay cái đó ra là tim đập nhanh. Tim đập theo nhịp xoay phải không? Nhưng mà sao em biết đến chương trình mà lựa chọn có mặt tại đây? Em thấy ở trên TV. Dạ. Xong rồi kiểu cũng trải qua nhiều mối tình buồn nhiều. Em muốn rũ bỏ cái đó để thay đổi mình mới mẻ hơn. Kiểu như mình trải qua nhiều mối tình buồn, mình thấy trên TV chương trình này vui quá, mình đến đây mình tìm kiếm tình vui. Dạ đúng rồi. Không muốn tình buồn nữa. Thay đổi bản thân luôn. Đúng, cho mình một cơ hội để trải nghiệm một cảm giác hoàn toàn mới, nó thú vị. Dạ. Tại vì đến đây mình trải nghiệm một lần, mình tìm hiểu bốn bạn trai lận mà. Phải không? Dạ. Rõ ràng, đúng chưa? Mình được lửa nữa.
đá quá trời quá đất. Khoái. Khoái. Vô đây. Rồi, kể chút xíu về con đường tình yêu của em trước đó được không nè? À, em trải qua 4 mối tình rồi. Ừ. Dạ. Thì học trò cũng có. Học trò thì lúc đó có thể là non quá. Mình cũng chưa cảm nhận được nhiều. Đúng. Dạ, sau này thì mới vào đây thì cũng có quen, sau đó bị cấm sừng. Là cuộc tình thứ mấy là bị cấm sừng? Dạ, thứ 3. Thứ 3? Dạ. Cái công đoạn làm sao để mình biết là cấm sừng là bạn kia thừa nhận luôn hay em vô tình phát hiện? Em vạch trần bí mật. Là em kiểu giác quan thứ 6 hay sao ấy. Hay quá. Em cảm nhận được, với lại kiểu đang rất là vui vẻ nhưng mà tự dưng bạn đó có thể bớt đi, hoặc có thể tự dưng bận ngang, hoặc em gọi cái có thể là lý do này lý do kia. Thì em có tìm hiểu và phát hiện được cô gái đó. Hay quá. Thấy chưa quý vị, cho nên đừng bao giờ khinh thường giác quan thứ 6 của người phụ nữ. Họ nhạy cảm vô cùng. Không tìm thì thôi, tìm là lòi ra hết. Chứ là đàn ông mà giấu giếm gì thôi, nếu mà không còn yêu thương nhau nữa thì chia tay đi, phải không? Chứ mắc gì mà vẫn giữ mối tình này rồi lại kiếm thêm mối tình khác. Tại vì tôi tin rằng là khi trong một mối tình mà có người thứ ba chen vào thì cái người đang ở trong mối tình đó đã không còn yêu thương gì nữa rồi, mới cho phép một người nữa bước vào, đúng không? Cái cảm giác còn lại chỉ là luyến tiếc thôi. Tiếc mình buông bỏ uổng hay sao kiểu vậy. Không phải là tôi đàn ông mà tôi thắc mắc điều đó, nhưng mà tôi thấy là đa phần những mối tình đều kết thúc không tốt đẹp là do thật sự là một người quá tham lam, muốn có nhiều hơn một ha. Dạ. Rồi, mối tình gần đây nhất chia tay bao lâu rồi? Dạ, cách đây 2 năm. 2 năm, trời ơi, vì sao xinh đẹp như vậy mà 2 năm rồi không có người yêu? Em cảm thấy chưa tìm thấy được sự tin tưởng, với đã từng bị phản bội á, nên là em bị sợ là cái điều đó nó lại xảy ra một lần nữa. Là mối tình thứ tư có phản bội luôn không? Dạ không, nhưng mà kiểu em vẫn bị cái ác cảm đợt trước. Do cái mối tình thứ ba đó nó vận theo mối tình thứ tư là mình đa nghi nó hơn, nó sâu nặng quá, đúng không? Dạ. Nó làm em đa nghi hơn cho nên mối tình thứ tư cũng không có vui. Dạ. Là tại vì mình đa nghi. Dạ, đúng. Do đổ vỡ của mối tình trước. Nói nay giờ không biết em làm gì luôn á. Em hiện tại đang là diễn viên tự do. Đấy, tại vì sắc vóc như thế này anh tin rằng phải làm cái gì đó liên quan đến nghệ thuật, liên quan đến đẹp và quan trọng cảm xúc của mình á. Dạ. Nó nhiều á, cho nên nó mới dễ lưu luyến những gì không thành trong quá khứ. Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay anh tin rằng xinh đẹp, tự tin vào bản lĩnh, hãy bước tiếp đi. Dạ. Tại vì nếu mà cứ giữ những cuộc khúc cũ á thì không thể nào mình thoải mái, mình yêu được. Nhưng ngày hôm nay anh tin em đồng ý có mặt tại đây là mình khác. Dạ. Dạ. Kiều Huế giống Kiều Huế ngày xưa nè. Sẵn sàng yêu chưa nè? Sẵn sàng. Sẵn sàng, một tràng vỗ tay cho Kiều Huế ạ. Hãy cùng xem hội đồng người thân của Kim Huế hôm nay cùng đến đây là ai để ủng hộ Kim Huế nha. Xin mời. Và bây giờ xin mời nhà gái giới thiệu về mình trước nha. Dạ xin mời ạ. Tôi là tên là Tuyết My, tôi là mẹ của Kim Huế. Gia đình tôi đến từ Thái Bình. Xin chào tất cả khán giả trường quay và chào MC đẹp trai dễ thương và chào phụ huynh ở đây có mặt tại nơi đây, và chúc các cả nhà thật nhiều sức khỏe nha. Chào mẹ My đến với chương trình ạ. Là mẹ bay từ Thái Bình vào ạ? Thái Bình ạ. Trời ơi, tại vì chị là người Nam. Dạ. Hồi đó chị đi công tác làm ăn ở ngoài Thái Bình á. Dính ổng. Hồi đó tiếng sét nghe tai. Dạ, ổng cua chị hay chị cua ổng? Con ai cua ta? Theo em nghĩ thì nhân sắc này đã ai cua ai vậy? Đủ hồn chưa? Con thấy là bây giờ là già rồi đó, chứ hồi trẻ cũng được lắm. Dạ. Đấy nè, đây bóng dáng của ngày xưa. Hèn chi tự tin cỡ đó là hiểu rồi. Vậy là anh ở nhà chắc cũng phải tuyệt vời lắm, cho nên chị mới có một cái trạng thái thoải mái đến đây như vậy. Thì khi mà chị đến đây thì anh có trao gửi những cái yếu tố nào về một chàng rể tương lai mà cả nhà mình cần hay không ạ? Thì nói chung á, thì con gái mà đúng không, lớn lên cũng phải có chồng, nhưng mà ông xã của chị thì nói chung không quan trọng. Quan trọng nhất là người con rể đó phải thương yêu vợ. Thương yêu vợ nè. Công việc nói chung là phải ổn định. Ổn định công việc. Còn gì nữa không? Nói chung cũng phải ngoan hiền nè. Ngoan hiền, trung thủy không? Phải trung thủy chứ. Trung thủy mới quan trọng. Tại vì con gái của mẹ My á là có những cái vết xe đổ trước đó.
và làm cho con gái không có tự tin để mà yêu một cách thoải mái. Cho nên là phải trung thủy nữa. Đẹp trai được không? Trời, quá tốt đấy chứ. Rồi đó. Mẹ có thích con rể mẹ đẹp trai không? Nói chung đẹp trai thì nói chung cái nhìn bên ngoài ai cũng thích. Nhưng mà quan trọng là đẹp trai cái tính tình nữa. Đúng. Đúng rồi. Cái nết và cái nhan sắc phải đi đôi với nhau. Đúng rồi. Vậy. Phải không ạ? Dạ, chào đón mẹ My một lần nữa đến với chương trình. Dạ, chàng trai kế bên mời giới thiệu ạ. Xin chào chương trình, tôi tên là Trường, gia đình tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi với Huế là đồng nghiệp quen cũng được 7 năm rồi. Đồng nghiệp thôi ha? Dạ là đồng nghiệp thôi ạ. Không có gì hết ha? Dạ không ạ. Thiệt không? Thiệt, chỉ là bạn làm chung thôi. Nói gì tin à? Theo như Trường á, thì một chàng trai như thế nào sẽ khiến cho Huế phải say đắm? Theo Trường á, nghĩ thì một cái chàng trai á mà để khiến cho, để chinh phục người phụ nữ là phải tạo cho phụ nữ đó một cái cảm giác thật là an toàn. Chính xác. Dạ thưa, mỗi khi cô ấy buồn á thì hãy động viên và để gần gũi giúp đỡ cô ấy. Dạ. Cô ấy vượt qua những cái mọi khó khăn mà bản thân cô ấy có thể sẽ không thể nào giải thích được. Ừ. Là luôn bên cạnh động viên đúng không? Vâng ạ. Em sẽ giống bạn đồng nghiệp ghê ha. Mà thật ra đồng nghiệp và động viên nhưng mà vẫn giữ một cái giới hạn riêng. Ê, tôi có nói gì đâu trời. Tự nhiên giải thích. Nói chi, vui thôi, chào đón dạ, Trường đến với chương trình. Dạ. Dạ, xin mời giới thiệu ạ. Em xin chào tất cả mọi người. Em tên Hiền, em đến từ Huế. Em cũng quen bé Huế cũng đồng nghiệp nhưng mà em quen cũng 4 năm nay rồi. 4 năm nay dạ, rồi. Dạ. Theo chị thì chị thích chàng trai như thế nào trở thành bạn trai của Huế? Em thì cũng chàng trai biết lo lắng và chăm sóc cho người phụ nữ. Ừ. Và cùng nhau vượt qua mọi công việc như cố gắng cùng hai người xây đắp và gia đình cho nó hạnh phúc. Dạ, những tiêu chí rõ ràng như vậy và mong ước về một chàng rể tương lai cũng như bạn trai tương lai cho Huế sẽ giúp cho em ấy tự tin và bản lĩnh hơn để kiếm được một nửa yêu thương của mình. Vậy thì một tràng vỗ tay mời nhà gái vào vị trí bắt đầu chương trình. Dạ, mời ạ. Thưa quý vị, hội đồng nhà gái đã vào vị trí rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không làm quen với đại diện các nhà trai. Chúng ta làm quen với nhà trai đầu tiên. Xin mời. Chào mọi người, tôi là Trần Đạt, ba nuôi của cháu Thế Hùng. Gia đình tôi đứng từ Yên Bái. Đến từ Yên Bái. Oh. Dạ, ba Đạt ơi, mình cũng bay từ Yên Bái vào. Đúng rồi ạ. Trời ơi, dễ thương quá, thấy chưa. Chương trình thật là vinh hạnh. Mẹ thì bay từ ngoài kia vô, còn đây bay từ ngoài kia vô luôn. Dạ, đúng được quá. Dạ, làm quen gia đình số 2 ngay thôi ạ. Dạ, xin mời. Dạ, xin chào tất cả khán giả của đài truyền hình và chào Minh Hiếu. Mình tên là Nguyễn Thị Tươi, cùng với con là Minh Trí, đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chào mẹ Tươi đến với chương trình. Tên dễ thương quá trời, hy vọng mẹ Tươi ngày hôm nay gặp nhiều may mắn nha. Dạ, làm quen với gia đình số 3 ngay thôi thưa quý vị. Xin mời. Chào mọi người, chào tất cả khán giả. Tôi là Lê Thị Ngọc, tôi là mẹ của bạn Bùi Hoàng Nhân, hiện đang ở Hậu Giang. Nhưng mà hai mẹ con đã lên ở thành phố Hồ Chí Minh tại quận 12 ạ. Dạ, chào đón mẹ Ngọc từ Hậu Giang, thành phố Hồ Chí Minh đến tham gia chương trình. Dạ. Dạ, gia đình thứ tư thôi thưa quý vị, xin mời. Dạ, xin chào mọi người ạ. Em tên Kiều Diễm, đến với con trai tên là Kha. Đến từ Đồng Nai ạ. Chào đón mẹ đến với chương trình, chào mẹ Diệp. Thưa quý vị, như vậy là nhà trai và nhà gái đã giới thiệu với nhau, nghe về tên tuổi hết trơn hết trọi rồi. Bây giờ chúng ta ngay lập tức sẽ đến với vòng đầu tiên của chương trình mà tin chắc sẽ mang lại nhiều sự thú vị cho chúng ta. Đó không gì khác ngoài con tôi là số 1. Ở vòng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng theo dõi lần lượt 4 vị phụ huynh nhà trai sẽ dùng 4 hành động dễ thương để miêu tả về những đặc điểm nổi bật nhất về 4 người con của họ trên sân khấu. Từ hành động, gia đình nhà gái sẽ hội ý và đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các vị phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án
và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Nghe hết 4 lời chia sẻ, gia đình nữ chính sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do vì sao gia đình đó bị loại. Ở vòng đầu tiên này, những người đại diện cho nhà trai ở đây gồm có ba và mẹ của các bạn sẽ có một hành động dễ thương để giới thiệu về con trai mình, có thể là về tướng tá, ngoại hình, tính cách, công việc. Để chúng ta cùng đoán, sau khi có một hành động dễ thương gợi ý về con mình xong thì lần lượt từng nhà trai sẽ có thời gian tương tự nhau để tự hào giới thiệu vì sao con mình lại là số 1 đến cho nhà gái. Điều này cực kỳ quan trọng, tại vì sau khi những lời giới thiệu xong thì nhà gái sẽ có một cái sự tổng hợp đưa lên bàn cân so sánh, cân đo đong đếm xem là gia đình nhà trai nào có những thông tin giới thiệu ít có trùng hợp với mong muốn của mình. Để mình dừng cuộc chơi ngay lập tức tại vòng đầu tiên này dù mình không được thấy mặt con trai của người ta. Ba Đạt sẵn sàng chưa ạ? Dạ, sẵn sàng. Mời hành động dễ thương của Ba Đạt bắt đầu, cổ vũ một tràng vỗ tay ạ. Ồ, dữ. Yeah. 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 Hay quá. Yeah. Yeah. Cảm ơn Ba Đạt, mời Ba Đạt về vị trí ạ. Con gì nữa? Em có coi đáp anh không? Không có. Em đoán được chưa? Dạ. Đoán được con trai ba lại chưa? Chắc sẽ liên quan đến nghề đàn anh. Trời ơi, em ơi, cái hành động nó chỉ có một người làm thôi. Ôi, nổi tiếng với hành động đó. Cristiano Ronaldo. Không lẽ anh mới có tên Việt Nam? Tại hành động đó là từ chàng ấy mà ra đó. Coi chừng. Thơm đá phải không? Đúng không? Thơm ạ. Thơm không? Mà em thấy mà những chàng trai mà chơi thể thao mà chơi bóng đá chẳng hạn. Ok không? Khỏe. Tuyệt vời đúng không? Khỏe. Ngon ạ. Ngon. Hạnh phúc hơn. Dạ nhà gái ơi, mình đoán làm sao với hành động vừa rồi ạ? Mẹ My? Nó là cầu thủ đá banh ạ. Đấy, đúng không? Hoặc là sở thích chơi đá banh, hoặc là cầu thủ bóng đá. Coi chừng là tuyển quốc gia góp mặt tại đây luôn á. Nhưng mà... Có thể. Sao rồi, con thích không? Mẹ không được hỏi, trời đâu có được bàn với nhau. Lúc này là mẹ con mặc dù là cùng chung huyết thống nhưng mà không nhìn mặt nhau được. Vì thấy dạ. Con gái nhìn mẹ nè. Dạ, đá banh mẹ ha. Nhưng vì điều đó. Trường thì sao? Thì hồi nãy em cũng thấy là bà ấy là cầu thủ đá banh. Dạ, cầu thủ đá banh. Nếu là cầu thủ đá banh thì thấy ok không? Ok. Ok. Chị Hiên à, em thấy bạn cầu thủ đá banh luôn đó. Đúng không? Dễ đoán mà. Thứ ba, tất cả nãy giờ chúng tôi đều nghiêng về là cầu thủ đá banh hoặc là sở thích đá banh. Không biết là hành động của ba diễn đạt có phải là muốn gợi ý điều đó hay không? Và quan trọng là vì sao đối với ba, con trai của ba là số 1? Con nuôi của tôi hiện tại là một nhà bất động sản, là một nhà kinh doanh. Oh. Và có một số kênh TikTok, sản xuất phim sitcom. Wow. Kênh channel có hàng trăm ngàn lượt view. Wow. Và sở thích con tôi là bóng đá. Và nó được rất nhiều giải bóng đá trong trường đại học Hà Nội. Giỏi quá. Vâng. Sao nữa ạ? Và có một sở thích riêng nữa, nó là một vận động viên của môn võ Nhất Nam, môn võ cổ truyền của vùng ven Hà Nội. Võ Nhất Nam ạ? Hiện tại con nuôi của tôi là 30 tuổi. Dạ. Giờ nó chiều cao của nó là 1m72. Dạng nặng khoảng 67kg. Con tôi đó là có một công việc rất là ổn định và có một sức khỏe rất là tốt, có một bộ vai vững chắc. Bởi vậy, con tôi là số 1. Dạ. Em thích thể thao. À thích thể thao luôn hả? Em thích bóng đá không? Dạ có, ngày xưa em có đánh bóng chuyền. Vậy hả? Liên quan quá chưa? nó có bóng. À có bóng hả? À biết là có chơi bóng là dính với em. Dạ. Hay quá. Nhà gái thấy sao ạ? Các chàng trai này cũng đa tài lắm chứ. Dạ. Trong là những cái gì giỏi dành hết trơn rồi. Dạ. Đúng không? Trường thấy sao ạ? Sau khi nghe kể về chàng trai này thì tôi thấy cậu ấy rất là giỏi và đa tài. Nhưng mà ở tuổi 30 này vẫn còn độc thân thì cũng hơi ngộ. Nếu bạn ấy giỏi, bạn ấy đa tài như vậy thì 30 tuổi chắc là mấy cô khác lụm rồi. Ông độc thân tới giờ. Đâu tới lượt em. Đúng rồi, phải có điều gì đó đúng không? Chị Hiền thấy sao ạ? À? Thầy còn giỏi lắm, thầy đa tài nữa. Những tín hiệu mình nhận được từ nhà gái là vô cùng tích cực.
cho nên còn nói gì nữa, vỗ tay chúc mừng ba Đạt. Thưa quý vị, tiếp theo hãy xem mẹ Tươi sẽ chọn hành động gì để giới thiệu về con của mình. Mời mẹ Tươi, vỗ tay bắt đầu thưa mẹ. Dạ, hey. Dạ, dễ thương quá. Dạ rồi, cảm ơn mẹ, vỗ tay. Gái có đoán được gì không ạ? Mẹ My thấy cũng giống là ca sĩ đó. Giống ca sĩ phải không? Dạ. Khúc sau hơi căng chút xíu à? Đúng rồi, suy nghĩ à. Dạ, khúc sau chắc dắp đĩa mẹ. Đúng rồi, đang hát chứ bị dắp đĩa. Hát mà dắp đĩa được. Anh Trường và chị Hiền đoán sao? Dạ thì em cũng giống như là cũng này cũng thấy là ca sĩ. Còn, dạ. Còn cái cuối cùng là giống như là DC hay gì. Cũng có thể, chị Hiền. DC. Em thấy cô cùng mấy cái đồng tác thì cũng dễ thương lắm. Dạ. Còn mà giọng làm vậy nên là ca sĩ đó. Giống ca sĩ phải không? Dạ. Dạ. Rất có thể cái phần cuối cùng rất giống là mấy MC2 ở mấy cái tụ điểm buổi tối á. Biết MC2 không? Đấy. Cho nên là cứ hey, lên là lên là lên là lên. Hey. Dạ mẹ Tươi ơi, nãy giờ chương trình đoán vui thôi. Mẹ có gì mẹ bỏ qua ha, để cho nó vui không khí. Bây giờ cụ thể với phần đoán sau nè, thì MC, ca sĩ, trái tim ấm áp rồi yêu thương thì có đúng cái nào không ạ? À? Và quan trọng là đối với mẹ, vì sao con mẹ là số 1? Mời mẹ bắt đầu. À, con trai của mình tên là Minh Trí, năm nay 23 tuổi, cháu đang học ngành quan hệ công chúng. Dạ. Yeah. À, cháu rất thích hát và cũng thích làm MC. Dạ. Yeah. Rồi cháu cũng thích hát rap. Ồ, oh, hay hát rap à, à. Đó. À, bơm, yeah. Cho nên là nếu như đàn gái có thể chọn được người như là dân kia chọn niềm tin, tin yêu và biết lắng nghe, biết chia sẻ, thì con trai của mình là đứa con rất thấu hiểu và luôn mang đến tiếng cười cho mọi người chung quanh. Dễ thương quá. Nếu như có thể chọn được người bạn là tâm đầu ý hợp thì hãy chọn con trai mình. Con trai mình là số 1. Yeah, dễ thương. nhà gái nghĩ sao với thông tin về cậu con trai của mẹ Tươi ạ? À? Thấy chị giới thiệu con bé cũng dễ thương, mẹ cũng thích. Dạ. Thích nghi hát, bây giờ là cũng chấp nhận luôn đó. Dạ. Giờ tại vì chưa thấy ngoài. Dạ, thôi chấp nhận trước thông tin để tính sao. Anh Trường thấy sao? Thì theo mình thấy thì cái cậu này rất là đa tài. Nhưng mà ở một cái tuổi còn trẻ như thế này thì không biết có chăm lo được cho Huế hay không. Cảm ơn mẹ Tươi với những thông tin mẹ chia sẻ thì nhà gái. Thưa quý vị, ngay bây giờ hãy cùng xem là mẹ Ngọc ở vị trí gia đình số 3 sẽ chọn hành động dễ thương nào giới thiệu về con của mình. Mẹ Ngọc ơi, một tràng vỗ tay, mời mẹ Ngọc bắt đầu. Dạ, cảm ơn mẹ Ngọc. Alo. Alo chị Huế phải không ạ? Là alo ạ. Dạ chị Huế có khỏe không? Chúc chị Huế một ngày thật đẹp và vui vẻ ạ. Dạ chị Huế bên em mới có dự án. Đúng rồi đấy. Đúng phải không? Mình nghiêng về telesell ha. Thôi nhập nè. Không nghe mà. Là telesell thôi. Đúng không? Anh đoán vậy, em đoán làm sao? Tại vì ngày trước em có làm telesale rồi. Có làm telesale luôn. Thế là... Giống không? Thế cái cú này là em thấy rồi. Rồi. Quen. Giống, ngày xưa em trực điện thoại suốt luôn. Hay quá. Hồi xưa làm y chang mẹ diễn tả vậy đúng không? Quá tuyệt vời. Mình có kinh nghiệm trải nghiệm rồi. Dạ. Quan trọng mình đánh giá ngay nếu mà chàng trai thật sự làm cái nghề đó. Ăn nói tốt. Ừ. Chiều lòng khách hàng.
có tâm lý tốt, có cách giao tiếp tốt để giới thiệu cho khách hàng những sản phẩm hay là những chiến dịch, đúng không? Đấy. Dạ, gia đình nhà gái thấy sao ạ? Chắc là nhân viên văn phòng hả? Nhân viên phòng có thể nha. Rất có thể là nhân viên văn phòng để xử lý công việc nào đó, rồi nghe điện thoại của sếp hay nghe điện thoại của mới đầu á thì tưởng là là organ, tự nhiên bắt đầu vô là gì vậy, là tiếng organ đúng đờn ha, đúng rồi, nhưng mà sau này điện thoại điện mấy lần là biết là nhân viên văn phòng. Đúng, có thể xác suất là như vậy. Trường đoán sao? Em cũng nghĩ là cậu ấy là có thể là nhân viên văn phòng, bởi vì cái công việc về văn phòng tính chất vừa nhập má mà vừa chăm sóc khách hàng luôn. Đúng. Cô Chí Hiên, em nghĩ chắc là em phải là đàn. Đàn. Dạ. Chị Hiền là thấy giống đàn hơn phải không? Giọng giọng đàn đó vậy đó. Có thể là ông nhạc sĩ đó. Ông sáng tác giai điệu có nghe đặt hàng từ celeb chẳng hạn. Ông nghe dạ dạ nốt nó chỉnh dạ dạ chỉnh nốt đó nữa dạ dạ chỉnh luôn nguyên bài rồi xong. Dạ. Cũng giống á chị Hiền ha. Dạ, giống. Đó là mình đoán thôi. Dạ mẹ Ngọc ơi, không biết nãy giờ có ai đoán trúng hay không. Cũng như là mời mẹ giới thiệu vì sao con mẹ là số 1. Mời mẹ bắt đầu. À, chào mọi người, chào nhà gái. Thì con của tôi á, hiện đang là nhân viên văn phòng. Bởi vì bạn đó là 25 tuổi rồi, đã đi làm rồi. Và cái công việc của bạn đó là tư vấn và chăm sóc khách hàng. Thì mọi người cũng biết rồi, một cái người mà đã chăm sóc khách hàng và tư vấn khách hàng á, thì người ta sẽ có cái sự kiên nhẫn nè, rồi có cái tình cảm nè, rồi còn tỉ mỉ nữa, để mà chăm sóc được tất cả mọi lứa tuổi. Bởi vì người ta nói một câu là như là cái công việc này giống như là làm dâu chăm họ vậy. Đúng rồi. Mà con trai của mình thì là một người rất được công ty đánh giá rất là cao, bởi vì đã được phản hồi của khách hàng rất là tốt. Và tôi cảm thấy rất là tự hào khi mà con trai của tôi đã giao tiếp được tất cả mọi lứa tuổi và đang rất là thành công trong công việc. Yeah. Và tôi cảm thấy con trai của tôi có hai cái chữ mà tôi cảm thấy rất là tự hào, đó là sự đạo đức. Tôi rất mong là nhà gái sẽ cảm thấy được là cái đạo đức đó là cái nền tảng cho một cái gia đình sau này. Yeah. Và tôi cảm thấy con trai tôi là số 1. Yeah. Em thấy sao? Em thấy để làm một tư vấn viên thì cần có kiến thức. Dạ. Lời ăn tiếng nói. Đúng. Ok. Cái kiên nhẫn quan trọng á. Cái kiên nhẫn là cái điều mà em thiếu. Cho nên em nghỉ việc đúng không? Đúng rồi. Dạ, nhà gái thế sao với thông tin mà mẹ Ngọc vừa giới thiệu về con mình ạ? Một chàng trai có tính kiên nhẫn, có đạo đức như vậy thì cũng rất là tốt. Xã hội bây giờ mà kiếm một người con trai như vậy cũng rất là khó đó. Dạ. Trường thấy sao ạ? Dạ, theo mình thấy thì cậu này á, nói chung là rất là giỏi và có đạo đức, và biết rất là có rất là nhiều kiến thức trong cái xã hội. Nhưng mà những người mà thường mà giỏi ngoại giao như thế này á, thì nói chung là sẽ giao tiếp được rất là nhiều người và quen được rất là nhiều những người trong xã hội. Đúng, sợ nói chuyện tốt thì nhiều ông bướm vây quanh phải không? Sao chị Hiền? Dạ, theo em nghĩ thì em nay rất là có ý chí và đúng, cũng giỏi lắm, cũng đầu óc thông minh lắm, chắc nhiều cô gái và vây quanh. Đúng rồi, thấy chưa? Tại vì thường đàn ông mà nói chuyện giao tiếp tốt á, thì dễ làm siêu lòng phụ nữ lắm. Thưa quý vị, như vậy là con trai mẹ Ngọc đã được mẹ Ngọc giới thiệu một cách đầy tự hào. Con trai tôi là số 1. Còn một gia đình chưa xuất chiêu mà thôi. Hãy xem mẹ Diễm sẽ thể hiện hành động dễ thương như thế nào. Ủng hộ mẹ Diễm một tràng vỗ tay được không ạ? Mời mẹ. Ngon lắm. Đó. Rồi. Dạ. Dạ, dạ cảm ơn mẹ. Đón đi, đón đi. Múa lửa. Bơi lội. À, bơi là dáng đẹp nha. Bơi dáng rất đẹp. Ngực nở, mông to. Mông cong. Mông cong hả? Ủa, mông cong hả? Ấy này mới biết, chỉ biết là ngực mấy bạn bơi lội, ngực rất là nở. Tại vì vận động cái tay này nhiều nè. Còn mông cong thì anh chưa biết. Mông cong là do đạp nhiều. À, đạp nhiều là mông cong. Mai mốt về đi, anh kiếm ai anh đạp. Mông nó cong. Cũng được, quan trọng là chơi thể thao là dáng ok. Không bài. Dạ. Được. Nhà gái thấy sao? Hành động đó mình đoán gì ạ?
Bơi lội, đúng rồi. Mà bơi rất là nhiều kiểu như vậy, chứng tỏ rằng phải chuyên nghiệp. Là thầy dạy luôn đó. Có thể. Đúng rồi, hơi là huấn luyện viên. Tại vì rất bài bản. Không phải là giống như là mấy bạn này là nhào xuống bơi liền. Mà người ta khởi động viên quá. Chứng tỏ rằng người ta rất bài bản, đúng không? Phải khởi động trước khi bơi nha, luôn luôn. Trường thấy sao? Dạ, thì mình cũng nghĩ là cậu này là phần động viên bơi lội rất là giỏi và điểm nghệ. Thưa mẹ Diễm thân mến, nhà gái vừa đoán con trai của mẹ chắc là phải chuyên nghiệp lắm trong cái hoạt động bơi lội. Không biết có đúng ý mẹ hay không? Và đặc biệt ngay bây giờ mẹ hãy cho mọi người được biết vì sao con mẹ là số 1. Mời mẹ bắt đầu. À, con của mình tên Kha, huấn luyện viên bơi lội. Đấy. Ngoài ra con của mình cũng là diễn viên tự do, đạt được sinh viên thanh lịch của trường Văn Lang năm 2022. Ồ. Nên là con của mình thì rất hiếu thảo, đi làm dù cực mỗi ngày đều gọi điện về hỏi thăm ba mẹ, cũng hay giúp đỡ những người khó khăn. Con của mình là cao 1m78, năm nay 23 tuổi. Nếu con chọn con trai mẹ thì con sẽ có một bờ vai vững chắc. Mẹ rất tự hào về con của mẹ, con trai của mẹ là số 1. Dạ. Dạ mẹ ơi, mẹ thấy thông tin của con mẹ Diễm sao ạ? Thì nghe mẹ Diễm nói về con của mình, tự hào về con của mình, thì bên đây thì cũng nhận xét là 23 tuổi, trẻ quá không ta. Công việc thì nói chung là cũng huấn luyện viên, rồi diễn viên đó hả? Dạ đúng. Đẹp trai. Đúng. Mà đẹp trai nhiều quá thì những cô gái kia sẽ thi nhau mà. Tôi cứ nghĩ là gái hơn 2 mà trai hơn 1, đó là độ tuổi cũng đẹp mà. Trường thấy sao? Có thể là cậu này rất là thông minh và trưởng thành. Tại vì là huấn luyện viên rồi thì bên cạnh cái kỹ năng chuyên môn phải có kỹ năng sư phạm á, mới hướng dẫn người ta được. Chứ phải muốn làm huấn luyện viên là huấn luyện viên, biết bơi ra chưa chắc hướng dẫn người ta bơi được. Cho nên cũng phải có cái kinh nghiệm và kỹ năng, phải không mẹ? Đúng như mẹ Diệp nói, nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Đây cũng là một cái điều không phải ngẫu nhiên nó có cái câu này. Chắc chắn rằng là ông bà ta hồi xưa đã có nhiều mối tình hạnh phúc với cái độ tuổi chênh lệch như vậy rồi. Cho nên mới có cái câu này mãi đến bây giờ đó chứ. Bốn gia đình nhà trai đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Bây giờ để xem nhà gái dừng cuộc chơi với ai. Thời gian hội ý bắt đầu. Thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Để xem mẹ My sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Mời mẹ My hãy cho chương trình được biết đâu là gia đình nhà trai mẹ chọn dừng cuộc chơi ngay tại vòng này. Xin mời mẹ. Và gia đình tôi sẽ dừng cuộc chơi với gia đình. Và gia đình của mẹ Ngọc. Xin chị cứ đừng buồn nha. Lý do vì sao thưa mẹ? Nói chung là con có mẹ Ngọc là nhân viên văn phòng, chung là trực điện thoại nói nhiều. Những người nói nhiều á, có người thì thích, có người thì không. Thứ hai nữa là lương á thì ba cọc ba đồng, sợ không biết lo nổi cho con gái của mẹ không. Làm hoài nhân viên mà không có được lên chức gì hết.
Như vậy hoài không thăng tiến được sẽ không biết tương lai của con mình ra sao. Nên là mẹ Ngọc thông cảm nha. Cắt lời chị, tôi xin hỏi là chị nói tới cái vấn đề lương bổng của con tôi, có nghĩa là chị đang thích tiền đúng không? Tôi đã nói với chị là nhà tôi rất là đạo đức, đó là cái nền tảng để xây dựng lên một cái gia đình. Tôi là con tôi cũng còn đang quá trẻ, mới có 25, thì năm nay 10 năm 5 năm nữa thì con tôi có thể phấn đấu, có thể là có tiền cũng như bao nhiêu người khác, chứ đâu phải là ai mới sinh ra là đã từ đích là có tiền liền đâu. Xin lỗi gì trước nha. Chờ 5 năm, 10 năm thì cho con tôi cũng đã già rồi, nhiều mối tình rồi, cũng gian dở rồi. Ở bên lần này là phải chọn kỹ hơn nữa. Xin chị cũng đừng buồn, chứ không phải là ở tiền bạc ở đây. Con của chị là nhân viên văn phòng, nói nhiều, trực điện thoại. Mà tôi thì trông là thấy tôi vậy, tôi rất khó chịu khi mà nói nhiều. Tôi nghĩ là cái chuyện mà nói nhiều hay không á, là có thể là sau này hai con về ở có thể là thay đổi để mà điều chỉnh nhau. Tiền thì ai cũng thích như chị nói, tôi đồng ý luôn. Nhưng mà tôi xin phép chị là không phải ai nghèo ba họ khó ba đời đâu chị. Cho nên là tôi hy vọng là chị có thể suy nghĩ lại. Còn nếu như mà chị không suy nghĩ lại thì tôi cũng chúc phúc cho chị cũng như con là được một cái gia đình giàu sang, quyền quý, có tiền. Nhưng mà tôi nói trước nha, tôi thấy trước mắt tôi á, những người có tiền á là toàn là hai ba bà không à. Chị nghĩ là gia đình tôi cần tiền sao? Trời ơi, nói chung gia đình tôi là tiền, nói chung là bao luôn đó chị ơi. Đất cát là không thiếu, nhưng mà tại vì là tương lai của con tôi. Cái thực sự á là con, một người con sinh ra nó như vậy á là quá tốt, tuyệt vời với chị. Nhưng với tôi thì nói chung là cậu con trai nó cũng còn thiếu nhiều lắm. Đúng rồi chị, đúng rồi, con trai tôi thiếu nhiều lắm. Và quan trọng nhất á là đang thiếu rất là nhiều tiền như mong muốn của chị. Đúng là vậy đó, chị nhận ra sao? Không phải. Mặc dù là tôi, gia đình tôi có tiền, nhưng mà tôi muốn người đàn ông đó, người con trai đó phải bảo vệ con gái tôi, chứ là phải yêu thương con gái tôi, cần gì phải lo cho con gái tôi. Chứ là tự nhiên đang đi kiếm chồng về, không lẽ là phải nhà vợ phải nuôi đứa con rể đó sao? Không, từ nãy giờ ở đây tất cả chương trình là mọi người đều không nghe là con gái chị về nuôi con trai tôi. Cái Hậu Giang tôi á là đất đai, tôi nói thiệt với chị là cò bay thẳng cánh, nhưng mà con trai tôi là đang tự lập trên thành phố, không muốn dựa vô gia đình. Và tôi cũng muốn con tôi là một chàng trai sau này là chỗ dựa vững chắc, bảo vệ cho gia đình nhỏ của nó, cho nên là tôi không có trợ giúp gì hết. Tại sao chị nói đó, nhà chị á còn bay thẳng cánh, sao không nói ngay từ đầu đi? Trời ơi, tôi nói thiệt với chị á là gia đình tôi không bao giờ sống khoe khoang, chẳng qua tôi đang muốn hai bạn đến với nhau và bằng cái sự yêu thương, bằng cái sự mà chung vai đấu cật, chứ không phải là bằng cái sức của gia đình trợ giúp. Cho nên là tôi không cần phải nói, nhưng mà thôi bây giờ qua cái đây là túm lại cái chuyện này tôi đã hiểu rồi. Tại vì nói chung đến đây để kén rể cho con của mình nên chị cũng thông cảm, đến với nhau cũng có duyên nữa, nên bây giờ chị em mình đã đừng có nên là quá căng thẳng quá. Sao mà không căng thẳng được chị? Phải chi ngay từ đầu á, chị nói là gia đình chị cần tiền đi thì tôi sẽ khoe khoang ra để cho chị biết. Ban đầu tôi chưa có nói gì hết, chị nói là con chị 5-10 năm sau mới lo cho được con gái tôi, thì bây giờ tôi không chọn bên gia đình chị là tôi cũng đã xin lỗi chị rồi. Qua đây tôi cũng đã hiểu được cái lòng người. Chị đang chọn tiền cho nên là thôi tôi xin chấm dứt tới đây, và tôi muốn giữ cái hòa khí tốt đẹp. Xin lỗi chương trình đã lớn tiếng nãy giờ. Tôi cũng tôn trọng nhà gái. Thôi tôi xin lỗi mọi người. Dạ, rồi dạ. Chị ha. Vâng, tôi cũng xin lỗi chị. Tôi nghĩ là để có một mối quan hệ tốt từ đầu nên rõ ràng với nhau như vậy, thà là mình mất lòng trước mà được lòng sau. Con của mình á cứ như trứng mỏng, từ đó nhỏ lớn giờ chưa có đánh ông kia roi rồi đó, mà về làm dâu mẹ Ngọc với chứ cũng sợ đó. Chưa, xin lỗi chị, con chị hả, chị cưng như trứng, chắc con tôi không phải là vàng là ngọc à. Đó. Mà tôi nói thiệt cái chị ở nhà tôi là chỉ có hai đứa con trai thôi, nếu mà ai mà làm dâu con tôi là tôi hả thương còn hơn con gái nữa đó. Trời ơi, thương là ông thấy thích tính cách bà vậy chứ không dám làm dâu con bà đâu, sợ thiệt rồi đó. Trời, thấy bà vậy trời gọi cho con ơi con thôi. Thôi mẹ My, thật ra là mình đã dừng cuộc chơi rồi, thì Hiếu nghĩ rằng là thôi mình cũng kiềm chế chút xíu. Và Hiếu biết là mẹ My cũng bức xúc. Dạ. Nhưng mà cô có quay lại không mà ekip ơi? Dạ. Rồi về luôn rồi. Dự quá con ơi. Dạ, rồi con trai có về theo chưa? À, con trai còn ở lại hả? Rồi, mình tiếp tục nha, Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta gặp gỡ con trai của mẹ Ngọc. Dù mẹ đã về rồi, nhưng mà Hiếu nghĩ rằng là cái gì cũng vậy, chúng ta nên đến với nhau bằng những cảm xúc tích cực thì hãy chia tay nhau trong văn minh. Thôi thì mình gặp gỡ con trai của mẹ Ngọc tại đây xem như thế nào. Dạ, mời con trai mẹ Ngọc xuất hiện ạ.
Chắc là em chứng kiến ở bên trong phòng chờ diễn ra ở đây hết rồi phải không? Mẹ Ngọc giận quá đi về rồi. Cảm xúc của em như thế nào khi trận khẩu chiến vừa rồi diễn ra? Bình thường tính cách em thì trầm tính. Có thể là mẹ em chưa nói ra hết được tính cách của bản thân em. Thì em cũng tìm đến một cái công việc chăm sóc khách hàng này là để em thay đổi bản thân em. Thay lời mẹ con thì con cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình bên gái ạ. Tình thương của ba mẹ mà. Đôi khi nghĩ gì nói đó, chỉ trong một phút nóng giận nào đó mà buông ra những lời mà không được hay cho lắm. Còn cái mức cái công việc của con á thì có thể là mọi người không hiểu hết. Tại vì mọi người cứ nghĩ là các bạn chăm sóc khách hàng thì chỉ là làm hết ngày rồi về. Nhưng mà thật sự ra công việc nào nó cũng như thế. Nó có thứ nhất nó có áp lực riêng. Cái thứ hai nó cũng có cái mục tiêu. Thì đối với chăm sóc khách hàng thì mình có hỗ trợ nhiều khách thì đương nhiên cái mức thu nhập của mình nó cũng khá hơn. Quan trọng là mình biết phấn đấu và cũng như mình biết thay đổi bản thân mình. Bây giờ em chia sẻ như vậy xong rồi mẹ My thấy sao ạ? Thì thấy thì cũng hiền, dễ thương. Nhưng mà cái gì cũng cũng phải có duyên đó con, đúng không? Như là vợ chồng cũng có duyên nợ. Với hay hồi nãy nói chung là cái câu chuyện đó làm giờ mẹ cũng còn ấm ức, cũng còn ấm ức lắm. Thì thôi, thì con cũng đừng buồn nha. Tại vì con của cô nó cũng gian dở nhiều lần rồi. Lần này cô phải cho nó chắc chắn một lần nữa. Đừng buồn cô nha. Em cũng không biết nói gì thì em gửi lời xin lỗi đến mẹ của anh. Dạ. Chúc em nhiều sức khỏe và cảm ơn em đến với chương trình. Dạ. Thưa quý vị, thật là căng thẳng thưa quý vị. Từ 4 gia đình, giờ đây còn 3 gia đình xuất sắc đến với vòng 2 mang tên Trái Tim Chân Thành. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị vẫn còn đang ngồi trước màn ảnh nhỏ để tiếp tục theo dõi thông gia song đấu. Và đây là vòng 2 Trái Tim Chân Thành. Ở vòng 2 này, 3 chàng trai lần lượt xuất hiện trên sân khấu và có 1 phút chinh phục trái tim nữ chính bằng những lời ngọt ngào và 30 giây để gửi gắm cảm xúc chân thành của mình qua những hành động cụ thể. Sau đó, các bậc phụ huynh sẽ có 1 phút xuất chiêu hỗ trợ cho con trai mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Tiếp sức cho con trai của mình bằng 60 giây thuyết phục nhà gái chọn con trai của mình. Sau vòng này, gia đình nữ chính tiếp tục loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Ở vòng này, từng cậu con trai của nhà trai sẽ xuất hiện tại sân khấu để cho nhà gái thấy được lời ăn tiếng nói cả dung nhan ở bên ngoài. Sau khi các chàng trai xuất hiện xong thì mỗi bạn sẽ có 2 nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên có 1 phút để gửi gắm lời nói chân thành đến cho Huế đây. Nhiệm vụ thứ hai là có 30 giây để thực hiện một hành động, một cử chỉ chân thành mà không được nói để gửi đến cho Huế. Và quan trọng, sau khi các cậu con trai hoàn thành thử thách xong thì những người làm cha làm mẹ của nhà trai sẽ có thêm 1 phút để ra sức thuyết phục nhà gái chọn con trai của mình góp mặt ở trong vòng quyết định của chương trình. Cho nên vòng này lại tiếp tục có 1 gia đình dừng cuộc chơi nhé mẹ My nhé. Ngay bây giờ đây, ở vị trí của ba nuôi Trần Đạt, con trai của ba sắp sửa lộ diện và đó không ai khác, Thế Hùng. Chào Hùng. Dạ. Dạ. Xin chào toàn thể khán giả trong trường quay và cùng phía nhà gái cùng với nhiều phụ huynh còn lại ở đây. Thì em tên đầy đủ là Phạm Thế Hùng, năm nay em 30 tuổi. Công việc chính của em thì là một sale bất động sản. Nhưng mà ngoài ra thì em có làm thêm ở bên là sản xuất phim. Hay quá. Là một nhà sáng tạo nội dung nữa. Hay quá. Cũng đang có định hướng là muốn kinh doanh thêm một cái gì đó nữa. Giỏi quá vậy. Trời ơi, năng lượng ở đâu mà làm quá trời quá đất vậy? Mà sao quen ba nuôi Trần Đạt và ba Đạt trẻ măng à? Dạ, thực ra là cái cũng là do cơ duyên đấy ạ. Dạ. Tức là em cũng là người ngoài Bắc vô. Dạ. Thì khi mà em có một chút biến cố ở ngoài Bắc thì em có muốn quay lại trong miền Nam, nghiệp lại và làm lại từ đầu. Rất may là trong những bước chân đầu tiên khi bước chân vào Hồ Chí Minh thì lại có cơ duyên gặp với chỗ ba Đạt đây. Hay quá. Là người đỡ đầu và cũng là người giúp em có một cái bén duyên với lại nghề diễn. Thực ra em còn làm thêm cả diễn viên nữa.
Ngoài trước em đi diễn viên trước, xong em mới hướng đến sản xuất. Thoải mái chưa? Dạ, vẫn chưa, vẫn hơi hồi hộp. Vẫn hơi hợp hả? Em hết hồi hộp ngay bây giờ đây. Rồi, em qua bên đó, mời Huế lên đây giùm anh nhé. Dạ. Nhớ nha, có hai thử thách nha. Một phút lời nói chân thành. Xin mời, bắt đầu. Chào Kim Huế nhé. Anh thì cũng mặc dù là làm rất nhiều những cái công việc liên quan đến nghệ thuật, nhưng mà vẫn khi mà mình ra đến một cái không gian như này thì vẫn có chút hồi hộp. Thì có gì thì em thông cảm. Thực ra thì lúc ở bên trong ấy, anh có nghe em giới thiệu cũng có làm diễn viên đúng không? Yeah. Thì cũng may, rất may là anh cũng đang làm một nhà sản xuất và cũng rất muốn là có được những cái gọi là tìm được những cái diễn viên chính cho những cái dự định của anh. Cái dự định của anh thì hiện tại thì anh đang xây một kênh và nó rất là phát triển theo cái kiểu bộ phim sitcom, những bộ phim ngắn thôi. Thì cũng đang ở những bước đầu thì cũng rất thiếu rất nhiều nhân lực, và đặc biệt là diễn viên nữ chính đó. Thì cũng may thì không biết là do cơ duyên hay là bên trên có ban cho anh may mắn hay không, được đang là mình sản xuất thì đại được cố gắng là sẽ muốn em đi về đi cùng anh, cùng thỏa mãn đam mê. Thì trước anh cũng đam mê nghệ thuật lắm, anh cũng từng đăng ký thi sân khấu điện ảnh rồi, nhưng mà có lẽ lúc đấy là duyên chưa có đến, thì anh lại vướng vào một cái thi trường đại học khác, tức là anh đành phải bỏ. Dạ. Và vào đây thì lại gặp được chỗ ba nuôi anh đó. Hết giờ. Còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà anh chỉ muốn nói một điều thôi là em hãy về bên anh và anh sẽ cố gắng làm bờ vai vững chắc cho em phát triển trong sự nghiệp và những cái mong muốn. Hơi lố giờ nhẹ nha. Nhưng không sao, bây giờ còn 30 giây mình không nói chỉ hành động nè. Cố gắng lên ha. 30 giây bắt đầu. Tiếp tục 30 giây lận. Thế rồi. À cái cuối rồi. Là bị đau vai hay không? Em muốn gọi là bờ vai vững chắc là em phải đến thế giờ là. Rồi anh vỗ vô mà sụi lơ vậy dạ. Cũng bị đau vai. Xong chưa? Dạ xong rồi. Vỗ tay. Ba Đạt ơi, cảm ơn ba Đạt đã là ba nuôi của em Thế Hùng, để bạn ấy không chỉ gặp một sự cố lớn ở Hà Nội mà vào thành phố Hồ Chí Minh lại lập nghiệp và trưởng thành như vậy và có công việc tốt như vậy. Và thì giờ đây, ba Đạt hãy thay cho em Hùng dành những lời thuyết phục gia đình nhà gái để tạo điều kiện hơn cho hai em nha. Dạ mời, một phút của ba nuôi Đạt bắt đầu. Thưa nhà gái, con trai tôi nó là một nhà kinh doanh trẻ và có nhiều sáng tạo trong công việc. Vâng, và nó có nhiều cái mảng mà về kinh doanh kiếm tiền, và cũng như là nó có thế mạnh nữa là nó có những cái điểm tương đồng với nhau của hai bé, như là cùng là diễn viên, cùng là người bà, người trong xóm ấy, người bạn địa với nhau, cùng quê, đúng không ạ? Quê Thái Bình hả? Thái Bình. Yeah. Có nhiều cái nó hiểu nhau, và cũng như là người trong như là hai mến tay mến chân, trong hai đứa trẻ như trong xóm từ nhỏ tới lớn lên, rất là tốt, nên là hiểu nhau nhiều hơn. Nên và đặc biệt nữa là nó có sức khỏe. Thì đó, thì nhà gái nên chọn con trai tôi. Đó là số 1. Dạ rồi, cảm ơn ba Đạt rất nhiều đã nỗ lực. Cảm ơn em và chúc Hùng gặp nhiều may mắn nha. Mời Hùng vào trong. Rồi, mời em về đây Huế ơi. Thưa quý vị, tạm thời chia tay với Thế Hùng là con trai nuôi của ba Trần Đạt. Chúng ta cùng gặp gỡ với con trai của mẹ tươi, đó chính là Minh Chỉ. Chào em. Em xin chào cô và các anh chị cũng như là các gia đình ở đây, và cũng như là anh MC và tất cả các bạn khán giả trường quay. Dạ chào. Em đang là sinh viên năm tư của trường Văn Lang, ngành quan hệ công chúng. Em đang là sinh viên thì cũng đang vào cái thời kỳ thực tập, thì em làm ở trung tâm Anh ngữ Apollo. Hay quá, là dạ. Mình giảng dạy luôn hay sao? Dạ không, em chỉ là làm bên bảng về phòng marketing thôi. Marketing. Nhiều mối tình chưa?
Dạ chắc khoảng được hai mối tình thôi. Hai mối tình hả? Đầm sâu không? Thích lấy máy bay không? Dạ thích. Thế ơi. Dạ. Phi công trẻ. Một phút lời nói chân thành. Bắt đầu. Anh xin chào em. Thì về tuổi của anh thì có lẽ là nhỏ hơn em, nhưng mà anh xin phép được xin là anh. Thì nói chung là anh cũng rất là run khi gặp em, nhưng mà kiểu anh ngồi bên trong thì anh thấy em qua màn hình thì kiểu anh cảm giác rất là ấn tượng đối với em. Cho nên là hy vọng là em cho anh một cơ hội có thể được tìm hiểu em. Dễ thương quá trời quá đất. Hết giờ. Cũng kịp nói đầy đủ ý của mình ha. Giờ 30 giây nha. Thể hiện một cử chỉ chân thành, không nói nữa. 30 giây bắt đầu. Nào bản lĩnh nào, bản lĩnh nào. Tiếp tiếp 30 giây lận. Dùng dập lên, dùng dập lên. Trời ơi, nắm tay y chang vậy là rờ vậy đó. Rồi rồi. Ủa đang bắt mạch hả bé? Ừ. Chân thành mà. Nó bắt mạch tiếp. Trời ơi. Đúng rồi. Hết giờ rồi. Cảm ơn chị. Dạ mẹ tươi ơi. Con trai của mẹ tươi đã rất cố gắng, còn khá là dễ thương. Bây giờ mẹ tươi có một phút nữa để thuyết phục nhà gái nha. Giờ mời mẹ tươi bắt đầu ạ. Mẹ tươi xin kính chào gia đình nhà gái. Con trai của mình là Minh Trí. Mặc dù con mình còn nhỏ nhưng mà cháu rất là có nhiều tài năng. Cháu thích hát, thích làm MC và cũng thích nhất là nhạc rap. Đó. Nếu như mà bạn có thể chọn được một người con trai mà có thể đi cùng với mình là một bờ vai vững chắc trong cuộc sống thì hãy chọn con mình, tại vì con trai mình là đứa con rất biết lắng nghe và thấu hiểu người khác. Dạ. Yeah. Con trai mình là số 1. Nữa. Được. Phải khẳng định lại chứ mẹ hả? Nhà tôi cũng có một cái gara là 7 chiếc xe tải. Trong cuộc sống mà cũng có thể trang trải là một bờ vai vững chắc cho cháu sau này. Cái này giấu giờ mới nói nha. Sao mẹ chọn bây giờ mới chia sẻ vậy? Tại vì tôi cũng muốn để cho hai cháu nó tự tìm hiểu nhau rồi mới hiểu được là nhà gái muốn gì. Ừ. Thì nhà trai có thể đáp ứng. Dạ. Yeah. Chúc mừng mẹ tươi và chúc mừng em. Hy vọng em gặp may mắn có mặt ở vòng trong. Dạ, cảm ơn em. Thưa quý vị, hai cậu con trai đã xuất hiện rồi. Giờ đây để xem con mẹ Diễm là chàng trai như thế nào. Chúng tôi cùng chào đón Trương Kha. Chào anh. Chào Kha. Chiều cao lý tưởng ha. Thì em tên là Trương Kha, thì em 23 tuổi, hiện tại em đang là một giáo viên dạy bơi lội cho các ba bé tầm 3 đến 5 tuổi. Dạ. Yeah. Được quá, đây công việc chính luôn. Dạ. Yeah. Và em có làm thêm mẫu ảnh hoặc là diễn viên gì đó. Thu nhập bên dạy bơi lội ổn không? Dạ ổn anh. Đúng không? Em dạy ngay trung tâm quận 1. Hay quá. Có nghề đấy. Bơi lâu chưa? Dạ em bơi từ bé luôn. Bơi từ bé luôn? Em học từ lúc 8 tuổi, 7-8 tuổi vậy đó. Giờ sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng anh ơi. Một phút bắt đầu. Dạ, chào em. Thì trong kia thì anh không thấy em như thế nào, nhưng mà ra ngoài đây thì anh thấy em. Thì anh muốn kêu mẹ anh là sớm dắt em về nhà. Sớm dắt em về nhà. Ở trên đây thì chỉ có một phút thôi. Thì anh sẽ giới thiệu sơ. Thì nếu như mà em quen anh thì anh sẽ dẫn em đi tham quan khu hồ bơi bên anh làm việc. Thì một phút thì quá ngắn ngủi. Của anh thì anh muốn
một đời hơn là một phút ở đây. Hay quá. Câu này xuất sắc nha. Nếu có thời gian nhiều hơn thì hai đứa mình sẽ tìm hiểu và đi xem phim và đi dạo Hồ Chí Minh. Yeah. Tuyệt vời. Bây giờ 30 giây tiếp theo là mình thực hiện một hành động nha. Không nói nữa. Hành động với cử chỉ chân thành. 30 giây bắt đầu. Mấy bạn này xúi. Mấy bạn xúi gì vậy? Bớt thèm khát lại. Để cho người ta tự nhiên ôm ôm hoài luôn như vậy. Mấy đứa đừng làm vậy nữa, anh thích đó. Mẹ Diễm ơi, bây giờ thì mẹ phải có thêm một phút để thuyết phục nhiều hơn nữa thôi. Tại vì hai đối thủ kia thì cũng mạnh lắm. Dạ, một phút dành cho mẹ Diễm thuyết phục nhà gái, bắt đầu. Dạ, chào nhà gái ạ. Tôi hy vọng là nhà gái cho phép hai đứa trẻ đến với nhau để tìm hiểu. Thật sự là tôi cũng có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Là tôi cũng cho thuê chứ tôi cũng không cho con trai tôi ở. Tại vì tôi muốn cho con trai tôi biết tự lập và biết cái đồng tiền nó giá trị như thế nào. Và biết lo lắng cho cái người bên cạnh nó tự làm ra đồng tiền để lo. Chứ không phải là thấy ba mẹ có tiền mà cứ suy nghĩ mình không làm vẫn có tiền xài này nọ. Nên tất cả mọi thứ hiện tại con trai làm là điều đồng tiền có tự lo ăn học một mình hết. Và con trai rất có trách nhiệm và rất là hiếu thảo và cũng có lòng thương người rất nhiều. Cho nên là tôi hy vọng nhà gái sẽ cho phép hai đứa trẻ tìm hiểu với nhau để đến với nhau. Tuyệt vời. Chúc mừng Kha nha. Chúc em gặp nhiều may mắn được có mặt ở vòng quyết định ha. Giờ thì vào trong được rồi. Dạ. Huế về đây với anh nào. Cho anh Hiếu được biết có hay không có những cảm xúc nhất định khi gặp gỡ ba chàng trai này. Có chứ. Có phải không? Thưa quý vị, như vậy ba nhà trai đã thể hiện xong. Giờ đây chắc chắn mẹ nhà gái là mẹ My sẽ cần thời gian hồi ý để bình tĩnh đưa ra quyết định quan trọng tiếp theo. Thời gian hồi ý bắt đầu. Thời gian hồi ý cho nhà gái đã hết. Ngay bây giờ, mời mẹ My tiếp tục đưa ra quyết định đâu là gia đình trong số 3 gia đình còn lại phải dừng cuộc chơi ngay tại vòng 2 này. Mời mẹ bắt đầu. Gia đình tôi xin dừng cuộc chơi ở gia đình. Tươi hay mẹ Diễm? Ba Đạt. Xin lỗi anh ạ. Thì ngồi nghe hết, nói chung là con nuôi của ba Đạt rất là giỏi. Về chủ sản xuất phim, rồi hộp vỏ đó. Bất động sản nữa. Bất động sản đó. Dạ, đá cùng quê đó. Giỏi. Dạ. Đó là rất là điều rất là tốt. Nhưng mà tại vì á, biết nhiều mà đi làm nhiều thì không có thời gian chăm lo con gái của tôi. Anh thông cảm nha. Con anh á tài giỏi quá thì cũng hơi sợ đó. Ba nuôi nghĩ sao khi nghe mẹ nhà gái dừng cuộc chơi với lý do này? Ủa vậy là sao? Chỉ chơi gia đình kia là ít tiền, là dở, đúng không? Vậy còn gia đình tôi nhiều tiền chị cũng chơi. Vậy là sao, như thế nào?
tôi xin lỗi anh trước nha. Tôi đã lịch sự nói anh rất là nhiều rồi. Cái chuyện duyên nợ của hai đứa. Chứ thứ hai nữa là con anh đó là cũng cùng quê luôn đó. Nhưng mà tôi không biết là tại sao mà là trốn nợ rồi đi đi trốn đi đâu mà về là làm gì đó. Hồi nãy chứ là vô mà đi gặp anh đó, đúng không? Thì trước mắt là cái lý lịch tôi không biết như thế nào. Nhưng mà như vậy là tôi không đồng ý. Chứ thứ hai nữa là biết nhiều quá nhưng mà nhiều việc để làm thì không có chăm sóc được con của tôi. Anh thông cảm điều đó. Có chuyện không phải là ở đây là giàu hay là nghèo, có tiền nhiều hay là không. Con tôi nó giỏi, nó kiếm tiền, nó làm việc công việc, việc kia mà có sức khỏe nữa. Giờ chị muốn gì nữa, vậy nó lo cho con của chị mà. Đây là tôi kiếm được người chồng biết yêu thương vợ, biết chăm sóc vợ. Chứ hai nữa là đứa con của anh, nói chung là ở đâu đâu á, nghe nói gì ở cùng quê rồi đi vô thành phố lập nghiệp rồi gặp anh. Là tôi không biết lĩnh cái lý lịch như thế nào nữa. Làm sao mà đứng ra mà gả một đứa con gái cho người như vậy được. Trời ơi trời, con tôi nó làm ăn, nó kinh doanh. Và nó làm một số kênh của phim nữa. Như vậy là nó có cái lý lịch nó quá rõ ràng rồi, chị muốn gì nữa. Bây giờ là như vậy, ghi nhận điều đó. Nhưng mà cái còn sức khỏe nữa mà. Không phải, sức khỏe nó tốt mà. Đi đâu mà tự nhiên xuất hiện rồi làm anh là ba nuôi. Chị nói vậy là như thế nào? Con tôi nó vấp ngã nhưng mà nó biết đứng dậy. Mà làm người ai không biết vấp ngã. Anh nói sao? Con anh á là có gì giúp ngã đứng dậy á. Tôi đâu có biết, biến cố là sao? Hay là ngoài đó quậy đúng nước rồi vô đây. Rồi cái anh là ba nuôi ở đây nè. Mẹ ruột còn chưa nói gì. Ba nuôi là gì? Con của anh á bây giờ thì còn nhiều công việc đúng không? Rất là đa tài. Rồi như vậy á, đi hoài như vậy á. Rồi làm nhiều rồi mai tỉnh này mốt tỉnh kia rồi con tôi ở nhà chơi dơ rồi ai lo cho nó? Còn ba nuôi của nó? Trời ba nuôi lo. Thôi chị nói nhiều quá. Và chị nhiều lý do quá. Và chị rất là khó khăn nữa. Như vậy con gái của chị á, chị nên bỏ vô lồng kiến. Chị trưng trong nhà chị đó. Được chưa? Trưng cái gì mà trưng á, thật hơn. Tâm lý anh là người đàn ông, anh không hiểu người tâm lý người phụ nữ, nhất là mẹ như tôi nha. Dạ thôi. Trời ơi. Mình thôi một bên mình nhường nhau một tiếng ha. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Mình cho lồng kiến đó chị. Dạ thôi. Cho lồng kiến. Trời ơi, em thấy cho vô lồng kiến là được rồi, cứ mang cái chân vậy đó. Anh nói sao? Cái gì mà lồng kiến ngoài vậy? Tôi đã nhận lên từ nãy giờ rồi nha. Tôi nghĩ là MC ăn rồi nói từ nãy giờ nó trong thôi nhỏ nhẹ, tôi đã nhỏ nhẹ ra đó rồi. Nói gì cũng vậy, tức nước mới dở bờ nghe chưa? Tôi nói chị đàng hoàng mà anh không chịu nghe là sao? Dạ. Thôi được chưa? Dạ được rồi anh Đạt ơi, ba Đạt ơi. Dạ thôi được rồi. Dạ. Thôi thì mình không có duyên thì thôi. Mời con trai ba Đạt quay trở lại sân khấu ạ. Ra sân khấu với con, nhìn cái lồng kiến rồi con. Thôi nha, nhịn rồi nha, không nói nữa nha. Thôi được rồi. Đi ở đây. Rồi một lần nữa thôi thì không có duyên. Biết đâu trong cuộc sống thì có nhiều phiên bản phù hợp hơn với mình. Và cũng cảm ơn ba nuôi đã dành thời gian đến đây để cùng với em chia sẻ được cái sự thành đạt của em, chia sẻ được cái sự thành công của em. Đó cũng là một cái kinh nghiệm thú vị cho những ai mà lỡ có vấp ngã, có gặp biến cố thì cũng hãy nỗ lực để biết cách đứng lên, đúng không? Được chưa ạ? Một lần nữa chúc cho hai cha con gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và sớm tìm được phiên bản phù hợp với mình ha. Rồi, thôi thì xin chào. Dạ. Chào Lâm Kiến nha. Thôi nha. Thưa quý vị, như vậy là thật tiếc một gia đình nữa phải dừng cuộc chơi. Bốn gia đình ban đầu, giờ đây chúng ta đã còn hai gia đình xuất sắc để đến với vòng quyết định của chương trình mang tên Thông Gia Song Đấu. Ở vòng này, gia đình của hai chàng trai còn lại sẽ đem đến chương trình hai món bảo bối đắt giá nhất để chinh phục gia đình thông gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất khi gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục, giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính, gia đình nữ chính sẽ chọn ra một chàng trai phù hợp và đạt tiêu chuẩn trở thành con rể của mình. Nhưng cuối cùng cô gái vẫn lên tiếng và nêu cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Ở vòng này luôn luôn có hai phần rất hấp dẫn. Phần đầu tiên là các nhà trai sẽ trình một món bảo bối, qua đó gửi gắm một thông điệp gửi đến cho nhà gái để thuyết phục nhà gái. Tiếp theo sau đó, hai nhà trai sẽ cùng đến với phần gây cấn và hấp dẫn nhất. Đó chính là phần tranh luận, đưa ra quan điểm để thuyết phục nhà gái vì sao không nên chọn cậu con trai gia đình đối phương để kết đôi với em Huế đây, là nữ chính xinh đẹp của chương trình. Hy vọng rằng đến giờ phút này rồi thì
hai nhà trai sẽ có những chiến lược cụ thể để mang lợi thế về cho gia đình của mình được không ạ? Một tràng vỗ tay để chúc cho các gia đình hoàn thành thật tốt vòng cuối cùng này. Bây giờ là phần trình mẫu vật, thưa quý vị. Hai mẹ ơi, theo quy định của chương trình thì Phương Hiếu được phép khám phá để giới thiệu cho nhà gái được biết. Hiếu qua mẹ tươi trước ha. Dạ, vâng. Rồi, dạ nhà gái, mình nhìn từ xa, mình thấy sao? Đồ sộ ha, nhẹ thôi hay là thoải mái ạ? À? Nhẹ thôi. Nhẹ thôi, dạ, ok, dạ. Hình chữ nhật, hình khối chữ nhật, nó rỗng được liên kết với nhau, lõm ở giữa nè. Gia đình thấy không? Hai bên hông cũng rỗng luôn nè. À, có một cái gì đó kết nối với nhau, không quá cứng chắc đâu, hơi cong vẹo á. Dạ, mình đoán là gì ạ? Cái hộp trang sức hả? Cũng có thể nha, anh Trường, có đoán được không? Cái chắc là cái hộp và bánh. Hộp bánh cũng có thể. Cô Chí Hiên, nghe cái gì luôn á? Con không biết cái gì luôn, phải không? Không khó đoán thật. Để xem đây là bảo bối gì mà bí mật như vậy. Dạ, cùng xem. Quên, nhà người ta đâu có gì ngoài vài chiếc xe tải cỡ 7-8 chiếc gì đó. 7 chiếc. Dễ thương quá. Dạ, mời mẹ Trinh với nhà gái mà mang món bảo bối này đến đây có ý nghĩa gì ạ? Đây là một cái món quà gửi tặng nhà gái. Nó chỉ là một món quà tượng trưng. Vì gia đình là kinh doanh nghề cho thuê xe tải. Hiện tại thì gia đình có 7 chiếc xe tải để cho thuê. Và hai căn nhà, một căn thì ở quận Thủ Đức và một căn ở quận 12. Nếu như cháu có thể đồng ý làm dâu cho gia đình thì sau này cháu sẽ không phải lo về ăn mặc, sẽ được ăn sung mặc sướng. Và con trai của mình thì cũng là một đứa bé rất ngoan và biết quan tâm đến người khác. Nếu như mình làm nữ mà tìm được người chồng biết quan tâm và thấu hiểu được mình, chia sẻ với mình, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Dạ, tuyệt vời. Dễ thương quá. Ở đây là mình cam kết luôn cái tương lai. Dạ, một tràng vỗ tay ạ. À, xin phép cho Hiếu được di chuyển vào vị trí của mẹ Diễm. Dạ. Thưa mẹ Diễm, cho phép Hiếu khám phá nha. Dạ. Nhìn từ xa mình cũng thấy nó nhô cao phải không ạ? À? Dạ, vậy thì bây giờ Hiếu nhẹ tay hay là thoải mái thôi ạ? À? Cứ tự nhiên thoải mái. Cứ tự nhiên, dạ. Hết hồn nha, tự nhiên thoải mái mà chụp vô thấy nó hơi gai gai. Dạ. Nhọn nhọn ạ. À, nhọn, cứng. Càng xuống dưới nó càng bè ra. Nhiều lắm, nhiều lắm. Cái này thì mềm nè. Bóp đã. Bằng ni lông. Còn bên đây thì mềm hơn. Mềm, mềm, mềm. Giống như là bằng chất liệu giống như lưới đánh cá vậy. Có nhiều dụng cụ lắm. Một cái nhọn nhọn đều, nhiều cái đầu nhọn kết nối lại với nhau thành một cái vòng tròn. Dạ, yeah. Còn lại là đó, nghe tiếng không? Mẹ nghe tiếng không? Như chất liệu ni lông. Mẹ đoán được không ạ? À? Em đoán được không? Em nghĩ là những dụng cụ để bắt cá, hỗ trợ việc bơi. À, có thể. Đây chính là vương miệng hả mẹ? Dạ, vương miệng. Còn này? Đây cài, châm cài cô dâu. À, đây là áo. Đây là lớp cưới. Lớp cưới? Lễ phục cho cô dâu. Mời mẹ trình cho nhà gái. Dạ thưa nhà gái, tôi có đem bộ cưới này đến đây để trình cho nhà gái. Đầu tiên là tôi muốn là đứa con về phụ giúp tôi là trong coi hai cửa hàng tiệm áo cưới ở thành phố Biên Hòa. Và tôi cũng muốn là tự tay tôi chăm chút cho đứa con dâu này cho đẹp. Tôi cũng biết là người phụ nữ đẹp nhất là lúc được mặc khoác lên một áo cưới và đội lên cái lúc cưới. Giờ mẹ tiết lộ thêm là mình có hai tiệm cửa hàng áo cưới phải không? Dạ. Tới dòng này mẹ bật mí thêm đó mẹ. Hai cửa hàng tiệm áo cưới.
thì đây cũng là một vật phẩm tượng trưng cho cái tinh thần của cái ngày trọng đại của người phụ nữ, phải không mẹ? Dạ. Mẹ muốn gửi gắm điều đó để mong muốn là có một nàng dâu về trông coi chừng tiếp mình cửa hàng mà còn tận tay chăm sóc cho nàng dâu tương lai nữa. Dạ. Quá là tuyệt vời, thật là chu đáo. Thưa quý vị, nếu đặt lên bàn cân, chúng ta dễ dàng nhận thấy hai hướng rất cụ thể mà hai gia đình nhà trai đã lựa chọn. Một bên là vật chất đảm bảo về tương lai đủ đầy cho hai cháu, một bên là đảm bảo về sự chăm sóc. Ở đây cũng có cả vật chất là hai tiệm áo cưới, nhưng có tinh thần ở trong đó. Vậy thì liệu rằng ai sẽ chiếm được cảm tình nhiều hơn từ phía nhà gái? Ngay bây giờ quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình, tại vì khi quay trở lại, chúng tôi sẽ mời quý vị đến với phần tranh luận cuối cùng. Quý vị, chúng tôi đã quay trở lại. Vì sao không nên chọn cậu con trai gia đình đối phương để kết đôi với em Huế đây? Là đề bài được đặt ra cho cả hai gia đình nhà trai phải cùng nhau tranh luận để thuyết phục gia đình nhà gái. Tất cả sẵn sàng chưa? Cổ vũ cho hai nhà trai đi nào. Màn tranh luận thông gia song đấu sẽ được phép bắt đầu. Nếu mà nói về vật chất tinh thần thì mặc dù cho nàng dâu có được áo cưới của ngày đẹp, nhưng cũng không bằng gì vật chất. Như nhà mình thì Minh Trí là con trai duy nhất, thì tài sản đó sau này thì chỉ để lại cho con trai và con dâu thôi. Và người ở bên đây cho con dâu một cái áo cưới thì mẹ có thể cho con cả một cái căn nhà lớn. Theo tôi thì cũng không nên chọn một người con trai trong khi công việc chưa có, và trong khi kinh nghiệm ra đời làm ăn cũng chưa có. Người phụ nữ chọn nhất là những người không cần giàu có, miễn chỉ cần có tố chất, có kinh nghiệm đi làm và có cái sự siêng năng và sự cầu tiến, nhất là sự cầu tiến, và biết chăm lo cho người phụ nữ của mình, có trách nhiệm. Còn bên đây á, là người con trai chưa ra trường, chưa đi làm công việc gì hết, sao biết sự đời nó ra sinh nào. Mặc dù con trai của mình nó chưa ra trường, nhưng mà cháu làm rất là nhiều công việc. Con của chị chưa bao giờ là sống trong cái cuộc sống khó khăn. Tại vì tuy mặc dù tôi có tiền, nhưng chính tay con của tôi á, tự làm ra đồng tiền. Có nhiều khi con trai còn phải gửi tiền về cho ba mẹ, mặc dù ba mẹ không cần, nhưng cái đó con trai nói là đó là cái trách nhiệm của con. Sao mình có thể để cho con mình khó khăn trong khi gia đình đó, mình không có thiếu thốn, nhà đó mình chính có là điều kiện đầy con, đủ, nhưng con mình này... vẫn tự lập. Người giỏi chưa chắc đã giàu, người giàu chắc chắn là giỏi. Câu con tôi nó vừa giỏi. Vừa giàu và vừa giỏi, nhưng mà chưa bao giờ dựa vào cha mẹ. Chị vừa nói xong mới nãy câu em nghe rõ ràng là chị nói câu sao, tại sao phải cho con mình sống khổ. Cái nữa là chị chưa bao giờ để cho con chị sống một cuộc sống mà nó tự bươn chải. Và trong khi con chị á, chỉ còn mới đi học thôi, chưa có đi làm và chưa có đồng tiền cho cha mẹ hay gì, chỉ là cho bản thân, mà trong khi đó là ở chung nhà chị. Còn đây là tự lập bản thân, có nhà cũng ở nhà trọ, và cái trách nhiệm lúc nào cũng có. Đi làm dù cực khổ thế mấy, tối chiều về cũng phải điện thoại hỏi thăm ba mẹ. Và lúc nào còn thấy ba mẹ nghe, ba mẹ cảm là dù mưa gió cũng phải chạy về coi ba mẹ như thế nào. Mặc dù nhà có anh, có một người anh, nhưng vẫn không yên tâm. Đó là cái trách nhiệm của một người con trai, con trai trưởng thành. Con trai chị như thế cũng rất là tốt, nhưng con trai tôi thì nó rất là hiếu thảo, nhưng làm sao chị biết được. Mặc dù con tôi nó vẫn có đang đi học, nhưng mà cháu vừa học vừa làm, nhưng chưa bao giờ dựa vào cha mẹ. Mặc dù cha mẹ vẫn có tài sản rất lớn, nhưng cháu vẫn muốn bằng cái tự lực cánh sinh, bằng cái chính bản thân mình làm ra, để sau này bảo vệ gia đình nhỏ của mình cho nó được tốt hơn. Kinh nghiệm của cháu thì không bằng cháu của nhà tôi, tại vì cháu nhà tôi đã trải qua cái cuộc sống khó khăn rất nhiều. Cháu thì chị chỉ mới suy nghĩ thôi, chứ chưa thực hành. Người phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng đó là một sự an toàn, có kinh nghiệm khó khăn, trải qua cuộc sống khó khăn nên biết trân trọng đồng tiền. Quyết định là ở nhà gái, em mời bên nhà gái chọn gì em? Tôi vẫn có ý kiến. Chị nói là chị mong là cô Kim Quế sẽ về trông coi cái tiệm áo cưới của chị, nhưng mà cô ấy là diễn viên, mà cô lấy làm diễn viên thì làm sao có thể trông coi được.
cái áo cưới nhà chị như chị đã mong muốn. Mình có thể thuê người mà, đâu phải nhất thiết phải bản thân mình. Tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ thấy là chị muốn áp đặt, là muốn cho đem Kim Quế về để trông coi cái tiệm áo. Tôi chưa bao giờ nói câu áp đặt. Tôi chỉ nói như vậy là để sau này, hãy nói là sau này. Có nghĩa là sau này tôi trăm tuổi già, chẳng lẽ bỏ tiệm áo cưới đem cho thiên hạ. Nên bắt buộc thì các con phải nói thôi, mà đâu phải là bắt buộc các con là phải là về tự tay phải chăm cái này kia. Lâu lâu mình mới về coi trông coi, giống như những cái cửa hàng khác cũng vậy, người ta cũng thể thuê người mà. Chị đâu cần thiết phải chính không bản thân mình ra á, thì chị cũng biết quản lý cái đó là tài sản của nhà chị. Chị có bao giờ hỏi Kim Quế là Kim Quế có đồng ý để trông coi cái tiệm áo cưới nhà chị hay không, để bỏ cái nghề diễn viên của cổ? Em không bắt buộc bỏ, theo sở thích của các con, mình không thể nào bắt buộc. Tôi chỉ nói một phần vậy, nhưng mà sau này về Kim Huế có thể không trông coi, có thể sang bán. Nhưng sao nãy giờ chị cứ nói là để cho cô chị về già, cho cô Kim Huế trông coi cái cửa hàng thì nhà chị. Em về già trăm tuổi thì có thể là nhường lại cho vợ chồng Kim Huế, thì cái đó là quyền xử lý của Kim Huế. Lúc đó em đâu có còn nữa em. Nếu chị có tài sản chị để lại cho con, thì tôi tài sản của tôi cũng để lại cho con tôi, có gì đâu sai mà chị bắt bẻ. Có sai một điều, con chị không có kinh nghiệm cuộc sống, và con chị chưa bao giờ bước qua cuộc sống cái khó khăn, chưa bao giờ trải sự đời bằng con của tôi. Sao chị biết con tôi không có kinh nghiệm? Con chị sống từng sống khó khăn chưa? Đâu phải. Chị có bao giờ con để cho con chị sống nhà đâu trọ? Đâu phải cứ sống mà tự khó khăn sống chưa? Đâu phải cứ sống khó khăn là mới gọi là có kinh nghiệm. Cái gì cũng vậy hết, từ cuộc sống khó khăn đi lên mới quý trọng đồng tiền. Còn sống ở trong cái một cái núi tiền đi chăng nữa, mình chưa bao giờ biết quý trọng đồng tiền, tại vì mình chưa có biết giá trị cái đồng tiền nó như thế nào. Chị ơi, chị đừng có dạy người giàu cách tiêu tiền. Con trai của chị là một người dạy bơi, cũng chưa đến nơi đến chốn. Còn con trai tôi thì tôi sẽ đầu tư cho nó vào việc học, thì tương lai của nó sau này nó sẽ rộng mở hơn. Nhưng nó khác một điều, tại vì con trai của tôi, tuy mặc dù nó là giáo viên dạy bơi, là diễn viên, nhưng một cái nữa là nó sống tự lập bản thân, và nó từng kiếm được đồng tiền, và nó ở nhà trọ. Tuy mặc dù nó có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nó vẫn ở nhà trọ. Còn con chị sống ở trong một ngôi nhà của chị, và sống trong cái đồng tiền của chị. Nó chưa biết bao giờ trân trọng cái đồng tiền đó. Chính vì chị bắt con chị tự lập, cho nên nó gặp nhiều khó khăn, không có học hành đến nơi đến chốn. Còn tôi đầu tư cho con tôi học hành tới nơi tới chốn, thì nó sẽ có những thành tựu lớn hơn sau này. Con tôi đang học ở trường Văn Lan và đã sinh viên thanh lịch. Tôi không nói là chị không cho con chị học, mà là con chị học hành không tới nơi tới chốn, vì chị cứ bắt nó sống khổ. Trong khi cái thời gian đó chị hãy đầu tư cho cháu nó học hành tới nơi tới chốn, tương lai nó sẽ khác hơn sau này. Chị ơi, thời buổi bây giờ không cần thiết phải học cao. Nó có ý chí thì cho dù nó vừa làm vừa học nó cũng thành tài. Chị nói con chị thành đạt là một thầy giáo dạy bơi đầy năng lực và đầy cuộc sống, nhưng chị nhìn lại con chị coi, cháu đâu có năng lực gì đâu. Tôi có tiền tôi đầu tư cho con tôi nó học càng ngày càng rộng càng xa, thì tương lai nó sẽ rộng mở, nó sẽ làm nhiều tiền hơn. Nhưng giờ con chị thành đạt có làm nhiều tiền được hơn không? Chị cho con chị học thành đạt thiệt, nhưng chị nhìn đây, cái dáng của con chị và dáng của con tôi, dáng của con chị có sức khỏe bằng con tôi không? Có biết thể thao không? Có biết chơi thể thao không? Thấy dáng con tôi không? Cao ráo body thấy dáng mà. Sức khỏe làm sao bằng con tôi được? Trong khi nó được lo đầy đủ, được ăn, được học tới nơi tới chốn, thể thao đầy đủ luôn. Chị nhìn lại coi, con tôi bởi nó khá hơn, chị, sức chị khỏe nói, hơn chị nhiều. Chị có xem thử lại là hình thể con trai chị á, nó có thừa chất hay không? Chị có đi xem thử chưa? Mà chị nói phán đoán là con của tôi á, là không bằng con chị. Con tôi sức khỏe rất tốt, không bao giờ thừa chất. Chị nhìn kỹ lại coi, nếu như là một người thể thao á thì phải có 8 múi đàng hoàng nha. Sao chị biết con trai tôi á, là không có 6-8 múi? Chẳng lẽ giờ nó lột rồi chị coi à? Hãy để cho làm bé Huế sau này giờ nó biết thôi. Thôi chị nói chuyện kém xa quá, tôi không có nói chuyện với chị nữa. Anh ta hồi xong xem kém sang. Ủa mới đầu muối cũng là do chị mà, do chị lôi cái muối ra, chứ đâu ai lôi muối. Tự dưng cái nói môi cái này môi cái kia của mình chị à. Ở đây tao không có nói chứ. Nãy giờ tao kêu là quyền quyết định hãy để cho nhà gái chọn, chứ không phải là để hai người mình giành giật được. Đúng rồi, thì giờ để cho cô Quế cô chọn đi. Dạ thôi. Thôi thì ở đây chỉ là mỗi gia đình á có một góc nhìn riêng.
Rất mong là hai mẹ cũng mình tranh luận nãy giờ để mình mang lại nhiều góc nhìn, chứ mình không có giận hờn gì nhau nha. Để cho hai em đây được trải qua trọn vẹn một cái ngày thật là vui với nhiều cảm xúc tích cực. Vậy thì một tràng vỗ tay nữa cho hai người mẹ được không ạ? Quý vị khán giả thấy không? Ở đâu như tại thông gia song đấu mà chúng tôi để cho những cái cảm xúc thật này được bộc phát như vậy. Tại vì đối với chúng tôi thì cái gì có thể làm giả, nhưng mà cảm xúc yêu thương thì không bao giờ giả dối được, luôn luôn chân thành. Đó chính là tình máu mủ ruột rà. Vậy thì ngay bây giờ, trước khi nhà gái đưa ra quyết định, hai chàng trai, các bạn có muốn nói thêm điều gì nữa để dành tình cảm từ nhà gái cho mình hay không? Thì anh nhường thời gian lại cho các bạn. Hai mẹ đã đủ rồi nha. Giờ tới hai bạn, mời hai bạn bắt đầu. Thật ra thì có muốn nói với lại mẹ vợ tương lai là... Mẹ vợ tương lai là... Con rất là thật thà và hiền lành, tử tế. Mặc dù kinh tế thì chắc không bằng gia đình bên này, nhưng mà con xin chắc được là tương lai sau này con sẽ luôn che chở và bảo vệ cho cô ấy. Dạ, con cũng xin thưa với lại cô. Con tuy là mới chỉ là sinh viên đang thực tập ở trường, nhưng mà với cái kiến thức con học được ở trường, con đảm bảo là sau này ra con có đủ khả năng lo được cho em Huế. Con cảm ơn cô. Đây là lời nói của hai chàng trai, đặc biệt hai chàng trai trong cuộc này. Để xem là ngay bây giờ thì nhà gái sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Lần này sẽ không còn là suy nghĩ để đưa ra quyết định dừng cuộc chơi nữa, mà là đưa ra quyết định để chọn ai là người mẹ thấy phù hợp với con gái của mẹ. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Như vậy là thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Ngay bây giờ để xem quyết định quan trọng đến từ vị trí của mẹ My sẽ diễn ra như thế nào. Mời mẹ My hãy cho chương trình được biết đâu là chàng trai mà mẹ My lựa chọn để kết đôi với con gái của mẹ. Xin mời mẹ. Bây giờ thì gia đình nhà gái sẽ chọn chàng trai mà là làm rể của mẹ. Ai cũng dễ thương, nói chung là ai cũng dễ thương. Nhưng mà bây giờ có duyên đúng không? Có duyên với con gái mẹ thì mẹ phải chọn. Con trai mẹ tươi hay con trai mẹ diệm? Và xin chọn đó là con trai của mẹ Diệm. Yeah! Yeah. Thật thú vị. Lý do vì sao chọn con trai mẹ Diễm thưa mẹ? Em xin phép chị á, nói chung là hai gia đình, tại vì cái gì cũng vậy, cũng phải có duyên. Thì gia đình của chị á, từ đến giờ cũng tôi đã nghe từ đầu đến cuối đúng không chương trình, thì gia đình chị rất là khá, rất là giàu và có đứa con rất là giỏi. Chị cũng rất là nhìn khuôn mặt rất là nhân hậu dễ thương nữa. Nhưng mà cái chuyện giàu ở đây á, từ đến giờ ai cũng nghĩ là tôi sẽ vì tiền đúng không? Chị rất là giàu, tính ra là tôi phải chọn con trai chị đúng không? Nhưng không phải, ở đây là tôi vì tiền. Tôi không chọn, tại vì nếu mà tính ra là tôi phải chọn liền. Tại vì nghe nói chị đó, 7 cấp xe tải nghe người mẹ nào cũng thích. Nhưng mà không, ở đây là ai cũng, từ đó giờ hai gia đình kia giận tôi á, tự nghĩ tôi là vì tiền. Mà thực tế gia đình tôi cũng khá mà, đâu phải là khổ đâu mà vì tiền. Đấy là tương lai cho con, tại vì em trai còn đi học đúng không? Nên thành ra là sợ vừa học vừa làm nó không lo được cho con gái. Còn chuyện chị giàu có là giàu có của chị, chứ không phải là giàu có của con trai. Đó, nên là muốn cho hai đứa tự lực cánh sinh, tự làm với nhau, biết được đồng tiền nó có ý nghĩa như thế nào. Còn á thì chọn của bên chỗ mà mẹ Diễm á, thì con trai nó trong tự lực, nghe từ nãy giờ nó rất là xúc động. Thì hoàn cảnh của Diễm cũng rất là giống hoàn cảnh của tôi ngày xưa. Cô cũng khổ cực mới nuôi những đứa con tôi ngày hôm nay. Ở từ bên thành phố mà tôi đi lăn lộn ngoài Thái Bình, tôi cũng làm công tác ở đó mới gặp ông xã tôi bây giờ, rồi mới sinh ra hai con tôi như vợ. Đó thì cũng rất là nhiều, nói chung là gian khổ rồi mới có thành công như ngày hôm nay, chứ tự nhiên đùng cái mà giàu có được đâu. Đó nên là cách dạy dỗ của chị Diễm tôi rất là thích, rất là hợp với tôi.
hả, không phải ở đây là đỡ đi là đẹp trai cao ráo là sáu múi chín múi ở đây ha, mà là một cái phong cách, cách dạy dỗ của một người phụ nữ giống ý của tôi, nên tôi chọn là con trai này là con rể của tôi. Dạ. Chị cũng đừng có buồn, đó là tôi nói sự trong lòng, từ đáy lòng của tôi. Hả chị ơi, nói chung là giàu có từ đấy ai gia đình kia giận tôi hết là vậy á, nghĩ tôi là vì tiền đúng không? Mà thực sự đó chị nghe chị khoe khoang như vậy, tôi như một phụ nữ khác là nghe vậy mức là mừng. Chị có đứa một người vô một gia đình, một đứa con một nè, có tiền có vật chất nè, ai không 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 phải không vui, nhưng không phải ở đây là tôi vì tiền. Xin lỗi chị nha, đừng buồn nha. Dạ mẹ, thấy sao cái quyết định này thưa mẹ Tươi? À, xin lỗi chị, thì tôi không có khoe khoang, nhưng mà ở đây tôi dành cho con tôi được điều gì thì tôi nói ra điều đó. Tại vì gia đình thì chỉ có một mình cháu là duy nhất đó, nên người ta, ông bà mình có câu nói đó, cho con tiền bạc không bằng cho con một cái nền tảng và một công việc tốt đẹp. Cho nên tôi phải đầu tư hết vào con của mình để tương lai của cháu sau này nó được tốt hơn. Dạ. Rồi giờ chị nói xong cho tôi nói chút xíu nha. Chứ với lại là tình cảm chỉ có một đứa con trai đúng không, chị sẽ dồn nén hết tình thương của mình vào đứa con trai đó, thì tất nhiên là nói chung là bây giờ trước mặt mọi người thì chị sẽ nói vậy thôi, chứ sao mọi người phụ nữ mà ganh tị chứ, nhất mà khi mà con trai chị hạnh phúc chứ con gái tôi cũng ganh tị. Hồi xưa nó chưa có vợ thì nó trời ơi, mẹ đi học về là mẹ ôm chầm mẹ lo cho mẹ, nhưng bây giờ nó có đứa con dâu, đứa con vợ rồi nó lo cho mẹ, tất nhiên nó về là phải lo cho mẹ con vợ nó trước chứ đúng không, thì tất nhiên là cái sự ganh tị sẽ có đó, nên là không phải là một đứa con trai mà tôi nghĩ là sẽ là con tôi về làm dâu thì sẽ sướng, không phải gì đâu. Tại vì kinh nghiệm của người mẹ như tôi đã hiểu điều đó. Chị sẽ dành hết tình thương về đứa con trai mình. Cái đó là mình lo thôi thưa mẹ. Mẹ My thân mến, rõ ràng là Hiếu nghĩ như vậy nè. Khi mình đã đưa ra lựa chọn mình không chọn rồi á, thì Hiếu nghĩ rằng lý do tới đó là đủ. Hiếu biết được rằng là người mẹ nào cũng thương con hết á, đặc biệt là mẹ mà có một đứa con một thôi, thì Hiếu tin rằng là khi nhà có một đứa con trai thêm đứa con dâu thì coi nó như con ruột. Chứ không ai mà nỡ mà so bì với con dâu để mà cạnh tranh như vậy đâu. Cũng sẽ có người có đó. Nhưng mà Hiếu nghĩ rằng là cái người được đào tạo nề nếp bằng gia giáo, có cái sự đầu tư cho kiến thức đó, thì không đến mức độ đó. Nói chung là mẹ thích cái cách giáo dục con của mẹ Diễm. Đúng rồi. Thì mẹ chọn mẹ Diễm phải không? Thì chúc mừng mẹ được không ạ? Thì, cảm ơn mẹ. Cái gì cũng vậy, chị đừng buồn em nha. Cái là chuyện vợ chồng cũng có duyên nữa. Dạ. Em cũng mong con và chị cũng đừng buồn em nha. Dạ. Nói chung là cũng có gì buồn, cái gì cũng cho nó có duyên phận. Dạ. Chứ thôi hai cháu nó không có duyên phận thì thôi. Dạ. Cũng xin cảm ơn chị. Dạ rồi, mời mẹ My ngồi xuống nha. Cảm ơn mẹ My. Đấy, nãy giờ em thấy không? Thật ra khi chương trình này phát sóng lên á, chắc chắn cũng sẽ có khán giả nhìn nhận là trời ơi, sao mẹ bên nhà gái dữ quá. Phải không? Nhưng mà em thấy không? Tất cả mọi cảm xúc để người ta nói mẹ em dữ thế này thế nọ là vì ai? Thấy không? Thật là hạnh phúc khi có một người mẹ yêu thương em vô bờ bến. Đúng chưa? Trách nhiệm của em là trách nhiệm phải hạnh phúc, trách nhiệm phải thành đạt, trách nhiệm phải có một tương lai vững vàng để mẹ yên tâm hơn. Giờ đây mình chọn ha. Sau khi anh đếm 1, 2, 3, nếu như em đồng ý với quyết định của mẹ là chọn con trai của mẹ Diễm, di chuyển qua bên đó nắm tay Trường Kha, màn tác hợp thành công, em cũng đồng thuận với mẹ luôn. Còn nếu như em không thấy thích Trường Kha hay là thích gia đình bên đó, em có quyền chọn gia đình ngược lại là con trai của mẹ Tươi, nếu như em thấy chàng trai này và hướng của gia đình này đi phù hợp với em. Vậy thì để xem ngày hôm nay nữ chính của chúng ta, em Huế rất là xinh đẹp và duyên dáng này, trưởng thành, công việc đầy đủ, để xem sự lựa chọn như thế nào. Chúng ta cùng đếm thật to nha. Nào, 1, 2, 3. Cố đi con, con cái cách thích là được rồi. Yeah. Đó, thấy chưa? Nào, hãy cho chương trình biết lý do vì sao mình chọn Trường Kha con trai mẹ Diễm. Em cũng thích một người đàn ông từ thấp nhất mà đi lên. Để ví dụ như sau này hai đứa mà có biến cố gì trong cuộc sống thì không có bất ngờ vì khó khăn. Em thích cái điều đó. Dạ. Yeah. Còn nói gì nữa? Kha thấy sao? Dạ, bây giờ em thấy rất là vui và hạnh phúc. Vì người mình thích thì cũng thích mình.
thì em thấy là sau chương trình này thì em phải cảm ơn chương trình khá là nhiều vì đã giúp em có cơ hội để tìm được tình yêu đích thực. Cảm ơn mẹ vợ nữa. Cảm ơn mẹ đã chọn con. Yeah. Dễ thương quá. Chị Hiền ơi, chúc mừng chị Hiền được học bơi miễn phí nha. Phải không? Thưa quý vị, thật là vui với cảm xúc của ngày hôm nay. Rất nhiều những cảm xúc đã bùng nổ và vỡ òa rồi. Và cuối cùng chúng ta đạt được một cái hạnh phúc khi mà các bạn đã đồng ý về với nhau để có thể tìm hiểu chính thức sau chương trình Hồng Gia Song Đấu. Vậy thì mời gia đình nhà gái mình xuống để chào khán giả luôn nha. Dạ. Thưa quý vị, nếu như chương trình Hồng Gia Song Đấu phải mang đến cho quý vị những cảm xúc lẫn lộn, khi cao trào, khi căng thẳng, khi giằng xé, khi đầy lắng động như vậy, thì đó mới chính là đặc sản của Hồng Gia Song Đấu. Chúng tôi đi đến mùa thứ 3 để luôn mang đến cho quý vị những món ăn tinh thần tươi mới như vậy. Và đừng quên, khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là 22 giờ tối thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV7. Hồng Gia Song Đấu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Và xin chúc cho sự lựa chọn hôm nay của hai em sẽ mang đến một cánh cửa mới cho tương lai để cùng tìm hiểu nhau và sớm gửi tin vui về cho chương trình nha. Dạ, cảm ơn tất cả những người làm cha làm mẹ đã dành thời gian đến tham gia chương trình Hồng Gia Song Đấu ngày hôm nay. Chúc cho tất cả sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Còn bây giờ, chúc quý vị một đêm ngon giấc. Và tôi là Phương Hiếu đến từ Hồng Gia Song Đấu. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau. Để xem thêm những video mới nhất nhé.